chồng á, di cư theo chồng em qua. Ủa? Gì? Ừ. Cao gạo nha, mũi cao đẹp trai nha. Không độ à? Không độ ha, nhưng mà bị truy nã nè. Nhìn truy nã toàn cầu gì lum lá vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ủa vậy là sao? Sao cái gì là lừa đảo chứ sao? Ủa mẹ, đi đâu mà sắp đồn lum la vậy? Em di chuyển nhà. Dọn nhà đi nữa hả? Dạ. Tính dọn đi đâu nữa? Dạ, em di chuyển nhà ra biển á. Ra biển là ra đâu? Ra gần biển ở á, di cư á. À là di cư gì? Em khùng á. Bây giờ thì đang ở đây thì bây giờ có dọn thì dọn đi quận mấy để anh mốt biết, mai mốt có gì anh qua anh thăm rồi cái nọ chứ. Không có. Em lấy chồng á, di cư theo chồng em qua. Quá gì? Đụng cái tự nhiên lấy chồng vậy liền đúng không hả? Em đang giấu mọi người, em chưa có nói ai biết chừng á. Mà sao có bồ nào mà lấy chồng? Quen cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Mà chồng em ở đâu? Chồng em ở bên nước ngoài á. Lâu á. Mà quen hồi nào rồi? Quen cũng được hơn 2 tuần rồi đó. Ghê không, ghê không? Xong cái thấy hợp cái kiểu luôn. Trời ơi, quen 2 tầng mà nó nghe nè, em có nói chuyện được tiếng Anh đâu mà sao mà thằng sao mà chồng em hiểu được? Không, chồng của em là Việt Kiều mà. Ủa Việt Kiều hả? Dạ. Rồi giờ em quen Việt Kiều rồi, muốn em theo chồng em qua bển rồi em nói tiếng Anh với ai mọi người sao nói được? Chồng em nói là qua bển gia đình chồng em cũng là người Việt không à. Muốn học thì từ từ học thôi, cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà cái này anh thấy nó sao sao, em mới tìm hiểu kỹ nha, chứ mới quen 2 tuần mà chị đi về, đi định cư rồi là sao được? Trời ơi, anh lo xa quá à. Em nha là em kỹ lắm á, với lại em coi bói cho em gọi hết trơn rồi. Coi bói sao? Cái số em nha, nè em xé tóc rồi em coi nha. Xé tóc người ta nói nha, xé tóc mà xé tới ngọn luôn nha là lấy chồng xa. Em xé hết ngọn luôn, không còn cái gì luôn. Hai con tóc trẻ luôn là em lấy chồng xa lắm. Cho nên giờ gặp anh ấy, cái anh ấy cũng người Việt Kiều nước ngoài nữa, cho nên hợp ý khi ảnh cầu hôn cái em chịu luôn. Trời ơi, cầu hôn cái chịu luôn, sao em dễ dãi quá vậy, mới gặp nhau mà. Em nên suy nghĩ cho thật kỹ đi, trước khi quá muộn, anh nói vậy đó, hiểu không? Chứ nghĩ gì nữa, em điều tra hết trơn rồi. Dòng họ ảnh có ở bên này nè, ở miền Tây quê em luôn. Miền Tây luôn? Đúng rồi. Miền Tây là ở đâu? Miền Tây là... thì ảnh nói ở miền Tây á. Nói miền Tây thì em mới biết miền Tây ở đâu, chứ miền Tây ở Cần Thơ, Cần Chuột cái gì đó. Thì gần gần quê em Cần Thơ thì... thì ảnh đâu gần gần đó đó, em quên à, rồi. Em Cần Thơ vậy, miền Tây, có chừng quê anh nói Cần Tây á. Miền Tây đúng hả? Có không? Có. À, em miền Tây mà em còn hỏi anh không biết, không có đâu nữa. Chắc chắn là không có rồi. Thôi nhưng mà thôi đi, dù sao thì gia đình em cũng khổ. Em gặp được ảnh rồi, gia đình em cũng sẽ đỡ khó khăn hơn. Nhưng mà em có tổ chức cái gì cho mọi người biết không? Chứ bây giờ em dọn, tự nhiên cái khơi cái em dọn đi, cái mọi người hụt hẫng lắm mà. Em định là dời qua bển rồi xong cái dời qua cái chỗ ngoài biển nè, để làm tối nay nè sẽ làm một cái mâm cơm nhỏ nhỏ thôi cho gia đình em thôi, rồi sau đó là em sẽ trở về đây em làm cái tiệc nhỏ nhỏ cho mọi người biết được giả luôn. Đúng rồi, cái gì tại vì ở đây cũng lâu rồi, ít nhiều gì em đi đâu có nói cho mọi người biết, tại mọi người ai cũng quý em không? Dạ biết mà thôi bây giờ em vô chồng em làm được cái mặt em cho đẹp cái, để thôi chỉ giờ em đi vậy nha. Ủa cái mặt em chưa được đẹp hả? Chưa, em còn đánh son đánh phấn đồ vô nhiều nữa. Ôi trời ơi, anh có giùm đồ giùm em nha. Rồi biết rồi. Tự nhiên cái đùng của nó báo đi định cư rồi. Ủa mén đâu rồi, mén đâu rồi Kim Đậu? Đi làm mặt rồi chị. Làm mặt hả? Làm mặt làm cái gì vậy? Đi nước ngoài. Cái gì? Lấy chồng. Đồ đạc dọn sẵn luôn nè, nó đồ dọn sẵn nè, bây giờ nó đang ra biển gì đó rồi nó gặp chồng nó rồi cái vài bữa nữa nó tổ chức cái buổi tiệc với mình rồi cái định cư đi châu Âu luôn. Chết rồi không được rồi. Em có số điện thoại của Mén không? Dù gì nó đang trong nhà mà, bây giờ gọi nó ra là Mén ơi, Mén Mén ơi, chờ chút xíu đi, đau bụng quá. Cái gì ra đây, chị Kiều có chuyện nói chuyện gì với em nè. Mén ơi, không được, chờ chút xíu đi, đau quá. Thôi bình tĩnh đi, có gì đâu, nó lấy chồng thôi mà, chị ngồi đi, em làm nước rồi chị uống. Gấp lắm trời. Gấp cái gì? Nó lấy chồng nó không gấp, rồi mắc mớ gì chị gấp. Giờ chị uống gì, nước cam hay là cái gì? Cái gì cũng được, cái gì mát mát là được rồi. Lẹ đi Mén ơi. Cam giờ cam dắt là cam không dắt. Cam dắt cam không dắt là sao? Cam dắt là cam trái, còn cam không dắt là cam trai. Trời ơi, bữa nay còn có vụ đó nữa hả? Cam dắt đi. Có cam không dắt không à? Bữa nay chú Bao á, không có đi chợ không mua cam, cho nên là có gì dùng đỡ nấy đi chị. Có cái gì cho chị uống cái đó đi. Trời ơi, nguy hiểm quá Kim Đậu ơi. Ủa mà chuyện gì mà sao chị
cần gặp nó gấp như vậy? Phải có con mén ở đây mới được. Phải công nhận con nhỏ nữa nó hay thiệt á. Tự nhiên mới đâu mà mới quen bạn trai 2 tuần mà bây giờ gặp nhau cái rồi thằng kia cầu hôn cái chịu luôn, đi nước ngoài luôn. 2 tuần là cầu hôn luôn á? 2 tuần cầu hôn luôn mà đi nước ngoài mà nhìn, em chắc đi nước ngoài dễ lắm hay sao? Vừa quen nhau cái 2 tuần là hốt đi nước ngoài là hốt đi liền luôn. Quả tới nơi chứ ở đó mà sướng. Ủa mà quả gì chị không nói không hiểu gì hết trơn, sao biết được? Có nói cho em nghe được, tại chuyện này chỉ dính tới mén thôi, nói em nghe em đâu giúp gì được đâu. Mén ơi mén! Đau quá mà trời xíu đi. Mình đi sập cầu hay gì vậy? Trời ơi, kỳ này nó mình khăn gối nó đi nè. Mẹ cho đồ sẵn hết trơn rồi nè. Cái chữ vali của em đâu rồi? Đi đâu? Vô đau bụng quá không làm cái mặt được luôn. Không có đi đâu hết á. Ngồi xuống đây chị Kiều nói chuyện với em nè. Ngồi xuống chị có chuyện đó. Bây giờ nói gì thì điện thoại cho em nói sao đi. Thấy rồi. Vậy giờ em ra ngoài. Em mà đi là em ân phận suốt đời em luôn. Nghe vậy trời. Em nghe chị Kiều nói cái gì đi nè. Anh cũng muốn nghe chị nói cái gì. Bây giờ chị không chịu nói cho anh nghe. Ngồi xuống. Nhưng mà em trễ giờ cái gì nói sao đi. Ngồi xuống đi. Chuyện này còn hả căng thẳng là chuyện em lấy chồng nữa đó. Thôi chị ngồi đi. Chị uống nước vậy không ngồi chị không trả tiền sao? Đây nè cho coi này nè. Đó. Cái gì vậy? Coi kỹ nha. Ủa? Ủa quen hả? Quen không? Quen không? Chị quen đó hả? Quen luôn, chị quen luôn. Ai vậy? Cho Kim Đậu coi chơi. Đó. Chồng em hả? Chồng em á. Ừ. Cao gáo nha. Mũi cao đẹp trai nha. Không độ ha. Không độ ha. Nhưng mà bị Tri Nã nè. Nhìn Tri Nã toàn cầu gì lum lá vậy? À, cái gì vậy không à? Tri Nã. Lừa gạt gì đó. Lừa gạt phụ nữ. Trời ơi, sao sao vậy mà em còn hỏi phải hình chồng em không nữa hả? Ôi sao kỳ vậy? Ủa vậy là sao? Sao cái gì là lừa đảo chứ sao? Trời ơi, cái này là hả lừa đảo mà có tổ chức luôn nha. Cái đám này hả là người ta nhờ chị theo dõi lâu lắm rồi mà chị thấy kỳ kỳ, chị thấy không ổn cho nên chị giao lại cho công an. Không ngờ hôm nay là lên lệnh truy nã luôn. Trời ơi, gì ghê ta. Rồi lừa đảo phụ nữ đem qua biên giới bán. Ê, chị hàng em đã nghi nghi rồi. Ở đâu mà ra, trời ơi, mới quen 2 tuần cầu hôn. Hồi nãy anh nhắc em rồi, cái gì cũng vậy phải tìm hiểu cho thật kỹ. Em kỹ rồi đó. Kỹ lắm ha, kỹ đó. Cái hứa hẹn đủ điều hết đúng không? Đúng rồi, anh hứa khi nào qua bển rồi anh sẽ gửi tiền về cho ba mẹ em cất nhà bự nè, mua đất đai nè, làm vuông làm ơ lụp chứ. Trời ơi, mén sao em dễ tin ngửi vậy? Mén mới quen có 2 tuần mà em tin em khăn gối theo người ta vậy luôn hả? Anh nói cho em nghe nè, cái chuyện đi nước ngoài á không phải là chuyện đơn giản. Em muốn đi nước ngoài là em phải xin visa rồi em chờ visa rồi cái này cái nọ mất khoảng một thời gian mấy tháng chờ em mới đi được. Chứ đằng này em mới quen 2 tuần, tự nhiên người ta nói dẫn em đi châu Âu, cái là em được đi châu Âu hả? Ở đâu ra? Anh nói là đi đường gì tùm lum, đường gần gì đó. Đúng rồi, đi đường rừng. Hên đó nha, là hôm bữa em cho chị coi hình rồi em nói là em sắp đi nước ngoài để lấy chồng. Chị nhìn cái hình đó chị thấy cái ông này quen dữ lắm luôn á. Bây giờ chị lục hồ sơ ra là y như rằng luôn á. Mấy mấy giấu em mẹ, hôm bữa em cũng thấy rồi mà cho đưa kêu. Em thấy rằng làm cái chuyện nhắn tin mà nói chuyện giấu giếm giếm gì á, em hỏi thì không trả lời. Thì ra là lúc đó đang nói chuyện hẹn hò đúng không? Trời ơi, dạ. Sao em dễ tin ngồi dữ vậy mấy. Nhưng mà cũng đừng có trách em đâu có biết gì đâu. Thì tại thấy hả, gia đình khó khăn, em cứ nghĩ là lấy chồng nước ngoài rồi sẽ giàu có lên, có tiền lo cho ba mẹ thì thôi. Đó, biết bao nhiêu cô gái có suy nghĩ giống em rồi. Nó suy nghĩ lúc nào cũng là mình giờ mình làm như làm đi nước ngoài đi để chi. Mình lấy chồng giàu, để chồng giàu đưa tiền quá mình. Đổi đời, cái suy nghĩ. Trời đất ơi, tào lao. Chính vì những suy nghĩ vậy cho nên mới dễ bị lừa gạt đó. Không chịu tìm hiểu cho kỹ gì hết trơn, trời á. Em nghĩ đi, lỡ như mà đưa em qua biên giới nó bán em luôn rồi sao? Rồi lúc đó ai cứu em? Đó, thì cũng anh với chị không à. Trời. Từ đầu đã nói rồi, thì thấy em út mình hả làm cái gì không được thì phải nói cho em út mình biết liền. Thì lúc đó là em đâu có chấp nhận cái tình cảm này đâu. Anh cũng vậy nữa, lúc anh thấy em nhắn tin thì anh phải nói. Mà chị cũng vậy luôn, lúc em đưa hình cho chị coi chị phải nói ừ thằng này nó không được. Thì em đâu có đâm đầu em vào. Tự nhiên hả, không có ai mà thương em hết trơn á. Tự nhiên không ai thương em cái gì, anh ơi ai cũng thương em hết trơn. Bây giờ đi đâu nữa? Em đồ vô cấp. Trời ơi, sao nó nói hồi giống như lỗi của hai chị em mình và Kim Đậu. Thôi kệ đi chị, tánh nó vậy đó, coi như lỗi của chị em mình đi. Mà cũng hên là nhờ có chị em mình mà bây giờ là nó không có bị bán sang nước ngoài. Hiểu không? Nói chung là nhỏ này nó còn hên, số nó còn ở đây dài. Nó rất là kinh khủng, nó kinh khủng tới cái mức độ mà kinh khủng luôn. Con kể cho cô nghe cái cuộc xuất hồn ra luôn.
nó kinh khủng tới tới tâm linh mình luôn đó. Tôi hận đàn ông. Không được, tao phải ngói bụng nó ra. Còn theo đạo đức của nhà anh làm vậy là anh là một thằng hả đàn ông tồi. Ông mà